Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan một con đường, đó là đường Hoàng Hoa Thám ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu anh chị. Đây là lẩu cá đuối ngay chỗ quán 123 nè, 123 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu nha anh chị. Em gửi đến anh chị vào những dịp lễ Tết thì nói chung là ngày Tết hay ngày lễ hay cuối tuần, thì con đường ngay con đường Hoàng Hoa Thám này nó rất là nhộn nhịp anh chị, rất là nhộn nhịp, xe cộ rất là khó có chỗ đậu xe, xe rất là kẹt, là do là con đường này với nhiều cái quán lẩu cá đuối cũng như là quán bánh khọt. Ở bên kia 126 Hoàng Hoa Thám là quán bánh khọt Quỳnh anh chị, kế bên là các bánh bông lan trứng muối hay là các khách sạn cũng như là nhà hàng quán ăn ở trên đường Hoàng Hoa Thám rất là nhiều. Ngay khu vực Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Tường Tộ anh chị, thì rất là nhiều cái quán bánh khọt, nổi tiếng là bánh khọt anh chị, bánh khọt và lẩu cá đuối. Thì có nhiều món ăn khác nhưng mà đa phần em thấy là bánh khọt ở đây rất là ngon. Thì đó là cái đặc sản của thành phố Vũng Tàu mà anh chị, nên xe ăn rất là đông anh chị, rất là đông. Nhiều món khác nhưng mà thấy đặc biệt là xuống khu vực Vũng Tàu thì cô chú anh chị luôn luôn nghĩ tới là ăn bánh khọt Vũng Tàu anh chị. Nó là một trong những cái đặc sản ở thành phố Vũng Tàu. Bên kia có bánh canh ghẹ, bánh canh ghẹ quận nhất anh chị, ngay chỗ 118 Hoàng Hoa Thám. Bên kia là phường 2 thành phố Vũng Tàu, còn bên đây là phường Thắng Tam. Rồi đến cô chú anh chị nhé. Ở đây có hủ tiếu mực nè, cũng có hủ tiếu mực khá đông anh chị. Đó, hủ tiếu mực. Đó, hủ tiếu mực ông già Cali. Đó, ông già Cali. Các đem từ Cali về á. Đó. Đó. Là các cô chú Việt kiều cũng tới đây ăn rất là nhiều. Đó, xe rất là nhộn nhịp anh chị, rất là nhộn nhịp. Đây là gọi là con đường gọi là ăn uống tại thành phố Vũng Tàu nha. Bên đây là phường Thắng Tam, bên kia là phường 2. Đó, em đi em để xe ở khúc ở trên kia, rất là đông xe luôn chị, rất là đông xe, kẹt xe luôn. Đi bộ xuống cái khu vực dưới này tìm cái quán bánh khọt để ăn quán bánh khọt nào thì ngon thì mình quen rồi. Đó. Ở đây rất là nhiều cái quán, rất là nhiều quán bánh khọt. Đây là bánh khọt Thành Long đó, 2017. Đây là hủ tiếu mực ông mập đó, rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Con đường này, nguyên con đường này là con đường ăn uống mà anh chị, đường ăn uống. Bên kia có cái chùa Linh Sơn cổ tự anh chị, kiến trúc cũng khá là cổ kính đó chứ. Đó, Linh Sơn cổ tự nha. Bên đây có Phật Mẹ Quan Âm. Đó, đây là kiến trúc của Linh Sơn cổ tự. 104 Hoàng Sa của Hoàng Hoa Thám, phường 2 thành phố Vũng Tàu nha anh chị. Đó, đây là trạm y tế ở phường Thắng Tam nè anh chị. Trạm y tế nè. Đó, gọi đến anh chị nha. Hàng quán kinh doanh ăn uống ở cái đường Hoàng Hoa Thám, ở một bên là phường 2, một bên là phường Thắng Tam, rất là nhộn nhịp luôn. Ở đây có cà phê Chú Long nữa nè, cà phê muối Chú Long nè anh chị, nằm ở 87 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Đó, gọi đến anh chị nha. Con đường này rất là nhiều cái đặc biệt là lẩu cá đuối, đặc biệt là lẩu cá đuối và bánh khọt. Em rất thích ăn bánh khọt ở cái đường này anh chị, đường Hoàng Hoa Thám anh chị, rất là nhiều luôn. Có nhiều món khác nhưng mà thấy bánh khọt là rất là ngon nên mình thích đó anh chị. Bánh khọt và lẩu cá đuối, thường buổi trưa em hay ăn bánh khọt, chiều mình đi mình tắm biển xong mình đi ăn lẩu cá đuối anh chị. Gọi đến anh chị nha. Đó, đặc sản bún riêu tôm nữa kìa. Đó, có bún riêu tôm nằm ở 94-96 Hoàng Hoa Thám, phường 2 thành phố Vũng Tàu anh chị. Đó, gọi đến anh chị nha. Rất là nhiều cái
hàng quán ở khu vực này. Đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh anh chị, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đường Hoàng Hoa Thám, mà em chủ yếu là đường Hoàng Hoa Thám. Đường Hoàng Hoa Thám là rất là nhiều cái hàng quán. Đó, đây Xô Viết Nghệ Tĩnh nè, giao với đường Hoàng Hoa Thám nè. Đường Hoàng Hoa Thám rộng 30m. 30m. Đó, du khách nước ngoài. Khách nước ngoài nè anh chị. Đó. Xe rất là tấp nập luôn, xe nối đuôi anh chị. Cái cuối tuần là ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Cuối tuần ở đây rất là nhộn nhịp. Rất nhiều hàng quán dành cho khách du lịch. Ở đây có cái đình hay cái miếu gì nè. Ở đây có cái di tích lịch sử văn hóa đình Thắng Tam anh chị. Đình Thắng Tam. Rất là đẹp. Đó, rất là nhiều du khách luôn. Đó, rất là nhiều du khách nước ngoài nè. Khách nước ngoài tới đây rất là nhiều luôn anh chị. Đó, thành phố Vũng Tàu là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở miền Nam mà anh chị. Thì khu vực miền Nam, đặc biệt là khu vực miền Nam thì ở các tỉnh miền Tây cũng như là Đông Nam Bộ thì đi du lịch lên thành phố Vũng Tàu rất là nhiều. Nên là Vũng Tàu có thể nói là một trong những thành phố thu hút khách trong và ngoài nước rất là nhiều, là đông đảo luôn. Ở đây có cái hình cá heo nè anh chị, ở biển mà. Đó, cá ông anh chị, cá ông. Cá ông. Đó, đây là đình Thắng Tam nha anh chị. Đó, gọi đến anh chị. Rất là nhiều du khách nước ngoài luôn. Đó, du khách nước ngoài tới đình tham quan. Đó, sân đình cũng khá là rộng anh chị. Khá rộng. Đó, du khách nước ngoài. Gọi đến anh chị nha. Đây là gọi là di tích lịch sử văn hóa đình Thắng Tam. Đó, có dẫn đò. Đây ăn đi ăn nha, tìm chỗ đi ăn. Đó, trên kia, đi thẳng lên trên kia. Rất là nhiều cái tiệm bánh khọt. Rất là nhiều tiệm bánh khọt nha anh chị. Đó, xe rất là tấp nập anh chị. Một bên là phường Thắng Tam, một bên là phường 2. Đó, cuối tuần ở đây rất là ở đây có quán bếp chai nè. Quán chai anh chị. Cỏ Mây nằm ở 77 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam anh chị. Đó, bánh khọt nè, rất là nhiều cái quán bánh khọt luôn. Hủ tiếu mực nữa, hủ tiếu mực cũng khá nổi tiếng ở dưới đây. Đó, hủ tiếu mực. Lúc này là gần 2 giờ, gần 2 giờ chiều, trời cũng rất là nắng anh chị. Nhưng mà cuối tuần mình đi dạo, mình tìm món ăn. Thì món ăn ngon thì phải đậu xe ở xa, đúng không? Đậu xe ở xa. Đó, bên kia có bánh và bông lan trứng muối kìa, 77 và 72. Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. À, có những chiếc xe điện chở du khách nữa kìa. Đúng không? Rất là nhộn nhịp luôn. Rất là nhộn nhịp. Quá nhộn nhịp luôn chị. Rất là nhiều hàng quán. Quá nhiều hàng quán luôn. Chứ từ Hoàng Hoa Thám này mà đi tới khu vực này là đi tới lúc trên kia là chợ hải sản, ngay chợ Xóm Lưới anh chị. Ngay chợ Xóm Lưới thì chợ rất là nổi tiếng ở thành phố Biển Vũng Tàu. Khi mà mình đi du lịch xong, mình về mình ghé chợ Xóm Lưới mình mua hải sản anh chị, rất là tươi sống. Ở đây là đường Nguyễn Bình Khiêm, độ giới 20,5m. Nguyễn Bình Khiêm giao với đường Hoàng Hoa Thám. Đầu xe thoáng rồi nè. Đó, bên kia có quán bánh khọt bà Tám kìa. Bánh khọt bà Tám nè anh chị. Đó, bánh khọt bà Tám. Rất là nhiều bánh khọt ở trên nữa. Đó.
Ở đây là quán Phúc Sài Gòn, bánh canh tôm, bánh canh tôm ở 41 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành phố Vũng Tàu anh chị. Phường 3, thành phố Vũng Tàu, đối diện là cái 52A Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Đó là quán bánh khọt bà Tám anh chị. Rất là nhiều quán. Ở bên bông lan trứng muối cũng là một trong những cái đặc sản ở đây hay sao? Rất là nhiều quán bán bông lan trứng muối anh chị. Đó, cũng gửi đến anh chị nha. Gửi đến anh chị những hình ảnh về các quán nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, một bên là phường 2 thành phố Vũng Tàu, một bên là phường Thắng Tam. Rất là nhiều cái hàng quán, từ quán cơm đến những cái quán bánh khọt ở Vũng Tàu. Cô chú anh chị có đến thành phố Vũng Tàu du lịch vào cuối tuần cũng như là dịp lễ Tết thì ghé đến đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay em đi bộ cũng xa để gửi đến anh chị những hình ảnh về các quán trên đường Hoàng Hoa Thám để anh chị có thông tin, cập nhật tình hình khi đến du lịch tại thành phố biển Vũng Tàu, thì anh chị ghé đây thưởng thức những món ăn đặc sản của thành phố Vũng Tàu nha. Du khách trong quán là bánh khọt bà Tám rất là đông anh chị. Đó, giờ buổi trưa nha, 2 giờ chiều rồi, rất là đông luôn. Đó, rất là đông. Rất là đông luôn. Quá đông ngồi chờ rồi. Biết cái nào được ăn luôn anh chị. Đó, rất là nhiều cái du khách ngồi chờ. Du khách ngồi chờ. Rất là đông luôn. Biết khi nào được ăn nè. Đó là cái chỗ làm bánh khọt anh chị. Đó là bánh khọt. Rất là đông. Ngồi chờ rất là nhiều. Biết khi nào được ăn đây. Quá đông. 2 giờ chiều rồi còn đông. Đi con đường gọi là Hoàng Hoa Thám luôn. Đó, đây là nước mắm nè chị, nước mắm nè. Đó, bỏ tí ớt vô. Để hôm nay thử quán bánh khọt bà Tám nước chấm có đặc biệt hay không. Đó, bánh khọt bà Tám nha. Bánh khọt bà Tám công thức độc quyền. Nước chấm gia truyền 52A Hoàng Hoa Thám, phường 2 thành phố Vũng Tàu. Đó. Bỏ tí ớt vô. Bỏ tí đồ chua vô nữa. Tí đồ chua vô. Đó, để coi cái nước chấm gia truyền hôm nay ăn như thế nào nha cô chú anh chị. Tính đi bộ lên các quán ở trên nhưng mà hồi nắng quá, xuống quán bà Tám ăn thử nha. Vào những dịp cuối tuần anh chị, ở đây rất là đông luôn. Thật sự là quán đây là quán bánh khọt bà Tám nè. Chỗ này thì chắc là em nghĩ là mát anh chị, mát. Cho nên là khách vô rồi cũng khá là đông anh chị, khá đông. Nhưng mà chờ hơi lâu nha anh chị, chờ hơi lâu. Em thấy là ăn mà chờ lâu quá. Đó, chắc là khách đông quá hay sao, làm không kịp anh chị. Đó là không kịp. Đó là quán bánh khọt 52A Hoàng Hoa Thám. Có một bà Tám được giới thiệu là công thức gia truyền anh chị. Đó, còn rất là nhiều cái quán ở phía hai bên đường. Tức là một bên phường 2, một bên phường Thắng Tam. Rất là nhiều cái hàng quán. Ô tô đậu sát lề anh chị, đậu sát lề và vào ăn. Có nhiều chỗ đậu xa, rồi đi bộ lại. Em đậu xe rất là xa. Ngoài ra có bánh canh hải sản nè, hủ tiếu hải sản nè, hủ tiếu sườn nè. Đó, canh chua cá kho tổ rất là nhiều. Rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt ở đây em thấy là có bánh khọt. Bánh khọt và lẩu cá đuối là một trong hai. Với hủ tiếu mực là ba cái. Cái món đặc sản ở khu vực thành phố Vũng Tàu anh chị. Nên là cô chú anh chị thì hôm nay em chọn cái quán 52A Hoàng Hoa Thám, phường 2 thành phố Vũng Tàu, đó là bánh khọt bà Tám. Nhưng mà vô chờ khá là lâu anh chị. Đó, chờ khá là lâu. Đó, anh chị cũng coi quán nào mình muốn ăn nhanh thì mình ngồi. Nhưng mà đặc biệt em thấy quán bánh khọt bà Tám rất là mát. Mát hơn những cái quán khác. Đó, anh chị tham khảo nha. Thôi video về bà con đường bánh khọt tại thành phố biển Vũng Tàu đến đây là kết thúc nha anh chị. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.